Dạ đây là cái bảng nhóm tụi mình mới làm, cầu nguyện cho tất cả chúng ta luôn được no ấm, sức khỏe, bình an, có duyên lành với chánh pháp, phát khởi bồ đề tâm, đồng hướng đến sự giác ngộ, giải thoát ngay trong đời này. Vào ngày rằm tháng 7 vừa rồi á, là nhóm mình có phát bánh mì chay cho bà con ở gần nhà. Hầu như tháng nào nhóm cũng sẽ phát một cái món ăn chay nào đó cho mọi người gieo duyên ấy. Còn này là gạo vào ngày rằm tháng 7 là có vài vị hỗ trợ nhóm mình tiền để phát gạo cho mọi người, cho những cô chú bán vé số hay là những người mà bị tật hoặc là những người già không có điều kiện làm ra tiền á. Đó thì vào rằm tháng giêng và rằm tháng 7 là nhóm có phát thêm gạo, còn ngày rằm bình thường là chỉ phát món chay thôi. Đặc biệt lần phát đồ ăn lần này là có chiếc bảng màu tím này, để mọi người cùng nhìn đến và hướng tâm cùng với tụi mình là đồng giác ngộ giải thoát ngay trong kiếp sống này. Cảm ơn bạn đã theo dõi hết video này nha.